Rồi, toàn cu còi gì nữa anh em ơi, tầm này mưa nè, mưa tầm tã luôn. Giờ ghé cái chòi của ở trên đường, đục mưa nãy giờ gần hơn 2 tiếng đồng hồ chưa tạnh. Đây hai con mồi đây. Đây. Sáng bé An làm được cái đeo từ 6 giờ 6 giờ sáng vô đánh cho tới 9 giờ mới đưa được con bỏ về đội. Ngay con chim sổng ha, con mồi sổng hay là con chim sẩy của ai ấy nha anh em. Con này thì để về mình úp clip lên cho anh em xem. Có chuyến trước mình có đeo nó đánh mấy ngày mà thu phục không được nó. Chuyến này đeo ngày hôm qua nguyên ngày luôn, bắt cũng không được. Sáng này tức quá, 6 giờ vô ngay chân cội ngủ với nó mà chà từ hồi sáng tới 9 giờ. Sau hên nãy con máy gớt cái bắt đầu nó rượt con máy. Mình đánh dò đón mới đưa được chị đội anh em ơi. Này chắc về chắc còn cu cò gì, về chắc về nhà nghỉ. Để về nhà nghỉ rồi để chờ coi nó có gáo gáo gì á, mơi chắc đi tiếp. Sáng mới làm được có một cái một à. Đi chuyến này thì ba chiến tướng. Đây là hai. Đây là một cặp. Đây là hai chiến tướng. Chiến này đây một chiến tướng nữa là ba chiến tướng. Đi chiến này ba con. Mới đi ngày hôm qua nay à. Hôm qua thì hôm qua lo đeo con kia không làm được cái một, rồi lo đeo con kia có một con tuyệt vời. Được qua đụng một con là kêu bằng siêu phẩm của hàng Việt luôn, gù tuyệt vời. Để một chút đây mình úp một đoạn video của nước gù của con siêu phẩm đó lên cho anh em thẩm vui chơi. Đây. Sáng này thì mới làm được có một cái được nghe được con chim sẩu của ai ấy. Để mình về mình up clip lên cho anh em xem nước chơi em nó. Vì con này thì chắc để lên lòng thử theo dõi thử coi sao, coi phải con bổi sẩy hay là con mồi sẩy của ai đây. Mưa mà nãy giờ ghé đây mà đây nè, mưa gì nè, nãy mưa to lắm nha anh em, giờ nó mới ngưng bớt rồi. Giờ chắc chạy đi qua bên cái giạt hướng trên bên kia, thấy trời trong quá, đi qua giạt hướng bên kia trời trong coi có mưa không. Không mưa thì làm tiếp kiếm coi được kèo nào nữa không, còn nếu mưa thì về nhà nghỉ để chờ con nhà mơi nắng lại rồi mình đi tiếp nha anh em ơi. Chứ nãy giờ ở đây không, nãy giờ ở đây không 2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi để đây mình úp một đoạn clip của con siêu phẩm, siêu rù, cực phẩm, siêu rù của hàng Việt mình mới thu phục ngày hôm qua. Một đoạn video ngắn cho anh em xem giải trí tham khảo nha. Rồi về thì chim ăn uống ổn rồi mình sẽ quay gõ ngoại hình và đưa clip nguyên bản lên cho anh em thẩm nha. Ưng thì anh em nào có cần bổi bẫy đấu để nuôi cảnh nuôi kiển hay gọt mồi thì hàng và tố chất nước chơi âm vọng như thế nào thì cứ IP alo Q69, số điện thoại phần tiêu đề hoặc trên màn hình luôn chia sẻ cho anh em tất cả 63 tỉnh thành để cùng nhau kết nối đam mê nha anh em. Rồi mời anh em vào xem một đoạn video ngắn của cây hàng Việt cực phẩm siêu rù luôn. Con này đó giờ đánh đó mới thấy luôn á. Mời anh em vào xem một đoạn giải trí chơi. Bye.
dưới, kêu lớn để dày, có kiến nhìn chữ, có đầu cả lên đủ lợi, dưới nhỏ lên đủ lợi, và có tên, có tên sai, có tên, 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 có